Tuyệt đối cấm thờ bát hương bà cô ông mãnh, nếu chưa biết điều này kẻo rước họa vào thân. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, thờ cúng thắp hương từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Nó thể hiện sự biết ơn, lòng thành kính tưởng nhớ của con cháu đối với người đã khuất, ông bà, tổ tiên và chư vị thánh thần. Tuy nhiên, việc thờ cúng rất có nhiều quy tắc mà nhiều người không nắm rõ, dẫn đến phạm vào những điều đại kỵ, khiến bị thần linh của trách, đen đủi bùa vây, đặc biệt là thắp hương trên bàn thờ bà cô ông mãnh. Chúng ta cũng biết rõ ràng rằng, khi nhắc đến những cái tên như là bà cô ông mãnh thì có khá nhiều người sẽ thắc mắc liệu đây là ai và họ là ai trong gia đình mà chúng ta phải thờ cúng. Có những sai lầm gì chúng ta tuyệt đối không được mắc phải? Thì ngay sau đây Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với tất cả quý vị. Tuyệt đối cấm thờ bát hương tổ cô ông mãnh nếu chưa biết điều này kẻo rước họa vào thân. 1. Bà cô tổ là ai? Bà cô hay thường gọi là bà tổ cô, là người nữ chưa lấy chồng bị mất khi còn trẻ tuổi trong gia đình, nhận lãnh nhiệm vụ quán xuyến trông nom, theo dõi đại úy các công, các việc của họ hàng, của con cháu, các cháu trên cõi trần và tùy duyên độ chỉ che chở. Tuy nhiên, không phải người con gái trẻ nào khi mất cũng thành bà tổ cô của dòng họ. Đó phải là vong linh ẩn nơi cõi âm, có duyên tu tập theo đạo mẫu, đạo tiên hoặc theo đạo Phật. Ông Mãnh Tổ là ai? Ông Mãnh hay còn gọi là Mãnh Tổ, dòng họ, là người nam chết trẻ còn chưa lập gia đình, độ tuổi từ 13 trở lên, hoặc là người đàn ông sống độc thân, khi chết trung tuổi hoặc cao tuổi. Mãnh Tổ là người tu lập theo đạo Phật hoặc đạo tiên mẫu, chịu trách nhiệm giám sát, quản lý, giúp đỡ các vong linh gia tiên tiền tổ nơi địa phủ. Mãnh Tổ chỉ có thể làm phán quan địa ngục hoặc hành sai địa phủ, chứ không nắm giữ bất cứ cương vị nào khác. Bởi vậy, khi một người thân mất đi, cúng vong 49 ngày hoặc 100 ngày, thường trong sớ gia tiên bao giờ cũng phải thỉnh đến ông Mãnh Tổ dòng họ. Trong những trường hợp đặc biệt, Mãnh Tổ của dòng họ có thể bị giam cầm nơi địa ngục do những tội lỗi gây ra khi hồn tiền dương thế. Lúc này, vong chưa thể tu học. Tuy nhiên, nếu được thoát linh địa ngục thì vong vẫn sẽ được bổ nhiệm làm phán quan hoặc hành sai, sau đó được cấp phép tu học theo một trong hai đạo đã nói ở trên. Bà cô ông mãnh trong tâm linh người Việt được coi là những người hết sức linh thiêng, có vai trò quan trọng khi thờ cúng và thường độ trì đi theo phù trợ cho con cháu trên dương thế. Bát hương bà cô ông mãnh đặt bên nào cho đúng? Nếu như gia đình bạn có điều kiện hoặc muốn thờ riêng thì có thể lập một cái bàn thờ cho bà cô ông mãnh riêng với bàn thờ ông bà tổ tiên. Tuy nhiên, nếu như không có điều kiện hoặc không muốn rườm rà thì vẫn hoàn toàn có thể thờ chung một bàn thờ. Nhưng như vậy thì bạn nên lưu ý vấn đề đặt bát hương cũng như thờ cúng sao cho đúng và hợp lý nhất, không làm ông bà cũng như bà cô ông mãnh không vui lòng. Thường thì trên bàn thờ chung sẽ có bài trí 3 bát hương là hợp lý nhất. Một bát thờ thổ công, một bát thờ tổ tiên và một bát để thờ bà cô ông mãnh. Bát hương thờ thổ công sẽ là bát hương to nhất, đặt ở vị trí cao hơn so với hai bát hương còn lại. Và thứ tự khi thắp hương thì cũng nên thắp bàn thờ thổ công trước, rồi mới tiếp đến là thắp cho hai bát hương còn lại. Đây như là một sự phân chia giữa thần linh và dân thường. Khi đặt bát hương lên bàn thờ thì đặt bát hương thổ công trước và đặt ở chính giữa bàn thờ. Còn đối với bát hương cho tổ tiên và cho bà cô ông mãnh thì đặt ở sau, ở vị trí đặt bát hương sẽ tuân theo quy tắc. Đó chính là bát hương cho tổ tiên sẽ đặt bên trái và bát hương cho bà cô ông mãnh sẽ nằm ở bên phải theo hướng ban thờ. Mỗi bát hương sẽ cách đều nhau với khoảng cách trên 10 cm, không nên đặt quá gần hoặc đặt quá xa. Ngoài ra, bạn cũng nên nhớ là bát hương tổ tiên tuyệt đối không thờ chung tổ tiên họ hàng hai bên nội ngoại. Nếu như thờ cúng bà cô, ông mãnh một bàn thờ riêng thì việc đặt bát hương sẽ dễ dàng hơn. Bạn chỉ cần đặt bát hương ở chính giữa hoặc thờ nhiều người thì nên tuân theo quy tắc trai bên trái, gái bên phải, nên có bài vị để khắc tên bà cô ông mãnh đi kèm. Trên bàn thờ, bà cô ông mãnh thường có bình hương ly, rượu trắng, chén nước, chầu cao, đèn và nến. Mọi thắc mắc về việc đặt bát hương, bài vị cũng như vấn đề thờ cúng, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với Phong thủy Gia Cát để được tư vấn chính xác và đầy đủ nhất.
Quý vị và các bạn thân mến, việc sử dụng đúng số lượng bát hương và bày biện bát hương bà cô ông mãnh sao cho hợp lý sẽ giúp tận dụng được sức mạnh tâm linh một cách tốt nhất. Do vậy mà mọi người cần phải hết sức lưu ý vấn đề này. Để không phạm lỗi với tổ tiên cũng như là cầu mong được những điều may mắn tốt lành sẽ đến với gia đình của mình. Mọi người đều khỏe mạnh, bình an và công việc làm ăn cũng như là học tập được thuận lợi. Bên cạnh việc đặt đúng vị trí, quý vị cũng cần phải lưu ý khi bốc bát hương bà cô ông mãnh và cúng bái thì sẽ có một số nguyên tắc nhất định và tuyệt đối phải cẩn trọng. Ngay sau đây thì Phong Thủy Gia Cát sẽ tiếp tục chia sẻ tới tất cả quý vị. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Cách bốc bát hương bàn thờ cho bà cô ông mãnh. 1. Chuẩn bị bát hương, lau rửa sạch. Bát hương các bạn cần lau rửa sạch bằng rượu trắng với gừng hoặc rượu ngũ vị hương. Lấy một khăn sạch nhúng vào rượu ngũ vị đã ngâm từ 2 ngày trước, sau đó vắt khô, lau lên bát hương, có tác dụng tẩy trừ uế tạp, sau đó lau lại bằng khăn sạch. 2. Những thứ cần có trong bát hương thờ bà cô, ông mãnh. Trong bát hương thường đặt một tờ di hiệu dùng để viết tên người được phụng thờ, có thể là bậc thánh nhân gia tiên. Tờ này thường in giấy vàng, chữ đỏ, cách ghi di hiệu như sau. Đối với bát thần linh, phụng thờ thần linh thổ địa chư vị chân linh. Đối với bát hương gia tiên, ghi phụng thờ hội đồng gia tiên họ 3 chấm. Đối với bát hương bà cô ông mãnh, ghi phụng thờ hội đồng bà cô ông mãnh họ 3 chấm. Tiếp đến là cho nếp và bộ thất bảo. Cốt bát hương gồm có vàng, bạc, xà cừ, ngọc trai, san hô, ngọc bích, hổ phách, mã não. Bộ cốt này còn được gọi là cốt thất bảo, tượng trưng cho linh khí xua đuổi tà ma. 7 báu vật người xưa coi là bảo bối trong nhà, tượng trưng cho vũ trụ. Những vật báu này rất tốt cho gia trạch, tác dụng để trấn quỷ, trừ tà, chiêu tài, nạp phúc an, gia đình gia trạch, đem lại sự cát tường cho gia chủ. Tất cả được gói trong một tờ giấy trang kim để bảo vệ rồi đặt trong bát hương. Quý vị thân mến, để việc thờ cúng được đúng và linh thiêng nhất thì trong bát hương phải có bộ cốt thất bảo. Cốt thất bảo sẽ lưu giữ linh khí của gia tiên và những lời cầu nguyện của gia chủ. Vậy nên nếu bát hương mà không có cốt thất bảo thì cần phải thỉnh về bốc lại ngay. Thất bảo tốt nhất được khai quang trì chú và xem ngày bốc bát hương để được cát lành nhất. Không tự ý thích bốc lúc nào thì bốc, kẻo bị thần linh gia tiên của trách gặp hạn liên miên. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát để được tư vấn chi tiết hoàn toàn miễn phí. 3. Quá trình bốc bát hương. Trước khi bốc bát hương, người bốc cần rửa tay sạch sẽ bằng rượu hoặc uống nước gừng. Đầu tiên, ta phải lấy cốt thất bảo ra, đổ vào mặt sau của tờ di hiệu đã ghi theo hướng dẫn ở trên, sau đó gấp làm 3, sao cho vuông vắn và đẹp đẽ. Tiếp đến, gói tờ di hiệu cùng với cốt thất bảo vào trong giấy trang kim. Giấy trang kim dùng để bảo vệ thất bảo trong trường hợp bát hương bị hóa, bị cháy. Tiếp đến, rắc 1/3 gói gạo vàng thần tài xuống đáy bát hương. Sau đó, đặt cốt thất bảo vào và tiến hành bốc bát hương bình thường. Khi bốc bát hương thì lần lượt từng nắm cho đặt vào trong bát hương, chúng ta sẽ hành động như vậy. Trong lúc bốc bát hương cần phải khấn nhỏ, con, họ tên là gì, xin bốc bát hương cho bà cô ông mãnh tên họ. Bốc xong, để riêng từng vị trí, tránh nhầm lẫn. Trong quá trình bốc, nếu sợ nhầm có thể viết giấy dán bên ngoài, đến khi đưa lên ban thờ phải bỏ ra. Quý vị thân mến, để việc bốc bát hương được thuận lợi, quý vị cần phải sử dụng những vật phẩm sau. Mỗi bát hương cần có 1 gói cốt thất bảo, 5 gói cho nếp, 1 gói ngũ vị hương, 1 gói gạo vàng thần tài, 1 cây trầm để xông khí tẩy uế sau khi bốc, 1 tờ di hiệu ghi linh vị của bát hương, 1 chai rượu ngũ vị hương. Nếu chuẩn bị được đầy đủ các vật phẩm này thì việc bốc bát hương sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát để thỉnh chọn bộ bốc bát hương này. 4. Làm lễ thờ cúng bà cô ông mãnh như thế nào? Sắm lễ bốc bát hương bà cô ông mãnh tùy tâm và tùy vào điều kiện của gia chủ, bạn có thể tham khảo mâm lễ dưới đây. 1 con gà lễ, 1 chân giò trước làm sạch, luộc chín, 1 đĩa xôi trắng, 1 chai rượu trắng nửa lít, 1 quả trứng gà ta để sống, 2 lạng thịt vai chín, trầu cao, 3 chén nước, 1 mâm ngũ quả, 1 đĩa gạo muối không trộn lẫn, 1 lạng chè ngon, 1 bao thuốc lá, 5 lễ vàng tiền, 2 bộ quần áo cho bà cô và ông mãnh,
một mâm cơm canh. 5. Lưu ý khi cúng bánh bà cô ông Mãnh vào ngày Tết hay ngày giỗ thì sẽ tổ chức cúng bái thắp hương trên bàn thờ. Tuy nhiên, ngày thường bà cô ông Mãnh hay vướng vào đại kỵ cho nên tốt nhất là không nên cúng bái. Người đứng ra cúng bái sẽ là người chủ của gia đình hoặc là người gia trưởng trong nhà. Nếu như bà cô ông Mãnh là những đứa trẻ vắng mình vắng mẩy thì nên khấn vái, mong những vong hồn này có thể dễ tính hơn để tiện cho việc thờ cúng. Tốt nhất là nên lập bàn thờ cho bà cô ông Mãnh vì những linh hồn này rất linh thiêng. Việc thành tâm thờ cúng phần nào an ủi được linh hồn của họ một cách tốt nhất. Khi cúng bái thì nên cúng bái cẩn thận, chuẩn bị kỹ lưỡng, tránh những rủi ro không may xảy ra, khiến cho bà cô ông Mãnh không vui. Tác dụng của việc cúng bánh cũng giảm đi. Việc thờ cúng là một việc rất quan trọng và cần thiết, tuy nhiên bạn cũng cần phải nắm rõ những quy tắc chuẩn bị đồ vật bày biện trên bàn thờ, cũng như cách thờ cúng sao cho phù hợp và đúng nhất để mang đến may mắn cho gia đình. Trong trường hợp bạn còn e ngại hay lo sợ không dám tự làm thì hãy nhờ thầy cúng, thầy pháp, thầy phong thủy làm giúp. Quý vị thân mến, bà cô ông Mãnh là tên gọi dùng để gọi những người chết trẻ trong gia đình. Những người chưa lập gia đình, họ rất linh thiêng, phù hộ độ trì cho con cháu còn ở dương thế. Gia chủ có thể lập bàn thờ bà cô ông Mãnh riêng hoặc là thờ chung trên bàn thờ tổ tiên với quy tắc bát hương thờ thổ công chính giữa, bát hương tổ tiên bên trái và bát hương cho bà cô ông Mãnh ở bên phải. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.